Bí sô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng những chỉ hơn trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian kia, mà cũng còn hơn tất cả dự lưu nhất lai bất hoàn A à La Hán, độc giác nữa. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc cho vô lượng hữu tình. Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng những chỉ hơn tất cả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán à độc giác mà cũng còn hơn đại Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo mà tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc cho vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại Bồ Tát nào, mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình